Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách fix lỗi không vào được RubaLock Rồi khi các bạn vào RubaLock này Thì nó để lỗi kết nối hay là một cái lỗi nào đó Nói chung là rất là nhiều lỗi nha Thì à, bây giờ các bạn muốn fix cái lỗi không vào được như thế này Thì bước đầu tiên các bạn thoát ra Sau đó các bạn vào cho mình cái ứng dụng cửa hàng bà lay Rồi các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm Các bạn tìm và tải cho mình cái ứng dụng là 111 bóng số 1 nha đây cái ứng dụng thế này 1.1.1.1 này các bạn bấm cài đặt về máy sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà các bạn có thể fix được cái lỗi không vào được Roblox nha Rồi thì sau khi các bạn đã tải cái ứng dụng 111 này về máy rồi Bước tiếp theo các bạn bấm mở lên Rồi bước này các bạn bấm vào next rồi các bạn bấm vào cái chữ đây, accept. rồi các bạn bấm vào install VPN profile. yêu cầu kết nối thì các bạn bấm vào OK. rồi sau đó các bạn bấm vào cái chữ allow đây, allow vacation như này. mình đọc tiếng Anh nó không có được chuẩn cho lắm nha các bạn bấm vào cái chữ này rồi bước này các bạn bấm vào cho phép hay là không cho phép tùy ý nha cái này thì không nhất thiết đâu mình bấm vào không cho phép rồi bước tiếp theo các bạn bấm bật lên like ở cái mục đây rồi khi các bạn bấm bật lên like, thì nó để hình cái chìa khóa ở trên đây này còn đối với một số máy thì nó để chữ VPN nha rồi khi các bạn đã bật lên thế này rồi bước tiếp theo các bạn thoát cái ứng dụng Roblox ra Rồi bây giờ các bạn thoát ra Cho nó khỏi chạy này nha Rồi sau đó các bạn vào lại Roblox Đó các bạn thấy chưa Vậy là mình đã fix lỗi không vào được Roblox thành công nha Còn đối với trường hợp mà các bạn vào cũng không được á, Thì các bạn gỡ cài đặt các bạn gỡ cài đặt RubaLock. Rồi sau đó các bạn vào cửa hàng bà Play. Các bạn tải lại RubaLock nha. Rồi các bạn đăng nhập lại nha. Mình cài đặt lại này Còn nếu như các bạn dùng máy iPhone thì các bạn cũng làm tương tự nha. Trên iPhone thì nó hơi khác là các bạn vào App Store. Các bạn tải cái ứng dụng bộ một đây. Thì nó cũng tương tự thôi. Nhưng mà khác ở cái chỗ là App Store với cửa hàng Play á. Rồi thì sau khi các bạn đã tải Roblox lại về rồi, bây giờ các bạn bấm mở lên. Rồi các bạn bấm đăng nhập nha, các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu của các bạn vào là các bạn có thể vào được Roblox. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách fix lỗi không vào được Roblox trên điện thoại. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.